Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay là em đến thăm vườn bưởi của nhà anh hàng xóm này các bác ạ. Anh em bảo là của anh ấy ra rất nhiều hoa nhưng lại không đậu quả các bác. Các bác xem, đây chơi hết cành luôn. Thì em quay toàn cảnh cái cây này cho các bác xem nhá, cái cây này cũng rất là to rồi. Hôm nay là 29 tháng 2 các bác ạ. Lớp bưởi ra trước ấy thì đậu bằng bằng ngón chân cái à các bác ạ. Ở đây bây giờ là ra lớp hoa sau thì bây giờ mới bắt đầu là bằng đầu đũa đây các bác. Các bác xem. Chớ hết hết cành luôn. Vậy là không có quả luôn này các bác ạ. Đây các bác xem, không có quả. Từ đầu thì là rất là nhiều hoa. Nhiều người thì cứ nghĩ là năm nay sẽ là năm được mùa đấy các bác ạ. Hoa là trùm cục luôn, rất là nhiều. Nhưng mà lại không đậu. Nguyên nhân là không có dẫn đến không có quả này là thì rất là nhiều nguyên nhân các bác ạ. Thì cây bưởi này thì cũng rất là vàng các bác ạ. Đến hiện tại là cái cây này còn chưa bắt được cả phân. Đây các bác xem. Vết khoanh này rất là to các bác ạ. Đây cái vết khoanh này ấy, thì bác ấy bảo là bác ấy dùng một cái cưa cưa cắt gỗ của mình nhé các bác ạ. Bác ấy có thể là tiễn thôi, là khoanh thôi, dùng cưa để khoanh ấy. Rất là đau các bạn ạ. Cái cây bây giờ vẫn còn rất là yếu đây. Đấy. Cái quả nó ra được lớp trước thì nó cũng to bằng tầm này rồi, to hơn nhiều rồi các bác ạ. Đây cái cây này em tìm nhìn thấy là mỗi một quả thôi hay sao ấy. Còn cái lớp ra sau này thì không có nữa. Thì năm nay cái lớp hoa sau này ấy, thì cái thời tiết cũng không được ủng hộ lắm các bác ạ. Nó mưa rất là nhiều. Mưa gần một tuần luôn, mưa phùn ấy. Nên là nó cũng thối hết hoa. Mà nhiều nhà ấy thì ra được trước thì người ta phơi màu, người ta đậu rất là nhiều rồi. Như của em là đậu cũng rất là nhiều rồi, ra được lớp trước ấy. Các bác ạ, cái vườn này thì Tết vừa rồi ấy, thì là cái vườn này là để bưởi thờ. Để bưởi thờ là ảnh hưởng rất nhiều đến cây đấy các bác ạ. Vì 26, 27 Tết ấy, thì người ta mới cắt các bác Nên cái cây này vẫn tập trung nuôi quả. Nên chưa ra hoa sớm được. Nên nó ra cái lớp hoa muộn. Lớp hoa muộn này là rất hay là mất mùa các bác ạ. Năm nào cũng vậy. Bưởi thì ra lớp hoa đầu tiên ấy, thì là đẹp các bác ạ. Thì cây bưởi này cũng rất là yếu các bác ạ. Người ta cũng không bắt phân. Không làm đúng quy trình kỹ thuật của nó. Như của em ấy thì vào dịp Tết ấy thì em vẫn để bưởi thờ, nhưng mà nước em vẫn duy trì, vẫn tưới, phân em vẫn cho các bác ạ. Cây nó khỏe. Ra hoa mập. Ra hoa sớm được nữa các bạn, thì là nó đậu rất chi là nhiều. Còn đây cây yếu. Ra hoa lại sau các bạn. Lại bén mưa. Với lại phân hình như còn chưa cho đấy các bạn ạ. Cây rất là yếu. Đây những đầu cành đầu hoa là rất là nhiều. Đây rất là nhiều hoa các bác ạ. Cứ không phải là nhiều hoa sẽ được nhiều quả đâu các bác. Gần thưa thưa thôi, nhưng mà mình làm đúng quy trình kỹ thuật đấy các bác ạ, thì nó cũng sẽ đậu được nhiều hơn. Nhưng mà cũng không phải là nói quy trình kỹ thuật là làm đậu được nhiều hơn đâu các bác. Nó cũng do thời tiết, do thiên nhiên một phần.
yếu tố con người thì nó không không quyết định được hết đâu các bác ạ. Người này cứ bảo người làm giỏi thì đậu nhiều nhưng không phải đâu, nhiều lúc là cũng do thiên nhiên quyết định đấy. Năm nay nó mưa nhiều thế này thì nó thối hoa, nó không phơi màu được, hoa không thụ phấn được các bác ạ, nó rụng là rất là nhiều, thối. Đây vẫn còn còn hoa đây các bác. Với lại để bể thờ thì mình không chăm bón được tốt ấy thì mất mùa là cái chắc các bác ạ. Đây, cây người ta rất yếu này, cũng không đậu. Cái này là cũng nhiều nguyên nhân lắm các bác. Đây các bác xem những cái cành này ấy, thì bây giờ hoa vẫn còn hoa, chưa cả rụng nhụy này, bây giờ rung rung nhẹ là cái này cũng rụng là khá nhiều các bác ạ. Đấy các bác xem, rụng hết rồi còn đâu. Còn hai quả này không biết có ở không không các bác. Thì nông dân mình thì hay làm theo kiểu là ngẫu hứng thôi các bác ạ, chứ không chịu tuân thủ theo, áp dụng theo quy trình kỹ thuật nên làm là nó cũng mất hay mất hơn. Thích thì làm, nông dân mình thích cái này thì làm cái này, thích phun thuốc này thì ta phun thuốc này, thích kiểu này ta làm kiểu này, thì nên làm cái kiểu của mình, làm ngẫu hứng ấy thì hay mất mùa lắm các bạn. Đấy, cây bưởi này nói chung là rất là yếu các bác ạ. Các bác theo chân em lên xem cái vườn bên trên nhé các bác. Cái vườn bên trên năm ngoái là người ta mất mùa, vườn nhà anh ấy là mất mùa, nên năm nay nó ra hoa được, ra hoa sớm được các bác ạ, đậu rất là nhiều. Em các bác theo chân em lên đây xem cái vườn bên trên này nhé. Đây, cái vườn bên trên này ở trước mặt em đây các bác cái vườn này là đậu rất là nhiều. Đây các bác xem, đây đậu rất là nhiều luôn. Cái này đi vặt đi, phải đi vặt đi các bác ạ. Đấy, người ta ra được lớp hoa trước là nó như thế rồi. Đấy các bác xem, lộc lá người ta xanh mơn mởn này chứ. Đấy, quả đây rất là sai luôn đấy. Cái vườn này năm ngoái là mất mùa đấy các bác ạ. Đây các bác xem, bây giờ năm nay là đậu rất là nhiều quả. Còn cái vườn nãy cho em cho các bác xem kia là năm ngoái người ta để bể thờ là được mùa đấy. Để bể thờ là nó ảnh hưởng như nào đấy các bác ạ. Để bể thờ mà không chăm bón được kỹ thì rất là hay mất mùa. Đây các bác xem, cái vườn này năm nay là được mùa đấy. Quả sai ủ luôn. Đấy các bác xem, cái lớp hoa ra trước này đậu rất là nhiều luôn. Thì cái thời điểm cây này đang ra hoa ấy thì những cây để bưởi thờ ấy vẫn còn đang nuôi quả các bác ạ. Thế nên là ra được hoa, lớp hoa trước này là rất là đạt. Cái vườn vừa nãy là chăm sóc kém quá. Và cũng là do cái ra lớp cái hoa sau này thì thời tiết nó cũng được ủng hộ, mưa nhiều các bác ạ. Nên là rụng hết, năm nay ai ra lớp sau là coi như là không có các bác. Năm nay mà ai ra lớp sau, hoa sau ấy thì đụng rất là nhiều. Gặp mưa các bác ạ. Thời tiết cũng được ủng hộ. Của ai cũng vậy, ra lớp hoa sau là đụng rất là nhiều. Nhiều nhà còn trơ cành luôn. Đấy, như nãy em cho các bác xem cái vườn trước ấy thì là trơ cành luôn rồi. Các bác ạ, mình cứ mất mùa một năm là mình thua một năm rồi các bác ạ. Đừng vì bảo là rẻ không chăm đâu các bác. Trước tiên là mình cứ làm ra cho ra quả đã. Đắt hay rẻ không cần biết. Đúng không các bác? Mình mất một năm là mình thua người ta một năm, là kinh tế mình cũng sụt giảm các bác. Cái gì mình cũng phải chăm sóc.
Để mình cứ làm thôi. Đắt hay rẻ mình cũng đừng nản chí. Mình chỉ cần biết làm công việc của mình thôi. Mình tìm đầu ra tốt là được các bác ạ. Bởi mình cứ làm được chất lượng, làm được thương hiệu ngon ấy, thì người ta tìm đến mua. Còn mình làm kém ấy thì không ai tìm đến mua đâu các bác ạ. Mình cứ vất vả, dồn lên vất vả thì chẳng có ai mua đâu. Nói thẳng thật là như vậy. Mình cứ chăm được đẹp ấy thì lúc nào cũng có người mua. Chăm được đẹp, làm được ăn được ngon. Còn mình cứ dồn lên vất vả lên ăn đắng ngòm ngòm đi thì làm sao ai dám mua. Xong lại bỏ rẻ. Xong năm nào cũng lười chăm là năm nào cũng mất mùa. Thế nên mình cứ làm thôi, làm được đẹp thì mình bán ra vẫn là đẹp tiền. Nói chung là không phải đẹp bằng mọi năm được nhưng mà mình bán được ra giá vẫn cao hơn thị trường, cao hơn của người ta xấu. Các bác cứ yên tâm, cứ chăm thôi các bác ạ. Dùng bưởi này thì mình nhà nông này thì mình cũng chẳng quyết định được gì đâu. Nhưng làm nào là đừng để nó mất mùa.